Mày làm cái gì mà giống như bò thế hả? À? Con giống như bò, ông còn chả nghe tiếng. Mày làm gì thế? Dân người ta lại tưởng là cướp vào trong làng. Ông làm gì mà ông đi nhanh thế? Đi thì nhận chậm cứ như là rùa. Có mà ông đi nhanh như ngựa ấy. Ông đã nói với con rồi. Hôm nay là về quê ông. Ông đã thao thức suốt cả đêm hôm qua rồi. Bảo con dậy sớm một chút. Mày đi hầu ông thì mày cứ làm như là ông đi hầu mày ấy. Hả? Thế nhưng mà sáng rời ra, gà nó còn chưa gáy, lợn nó còn chưa dậy. Thế mà ông đã bắt con dậy đi hầu ông, con đã được ăn cái gì đâu. Thế ông à, ông ăn cái gì? Hả? Ông cũng như con. Tại vì ông tiếc tiền ông không ăn. Đây làm gì có quán xá gì đâu mà đòi ăn. Tí nữa vào trong làng, có quán có hàng, rồi ông sẽ cho ăn. Mà dân làng cũng là tốt bụng lắm. Cứ thấy ai mà khó khăn là đều giúp đỡ hết. Thế tốt quá. Thế lát nữa là được ăn rồi. Thế nhưng ông ơi, bà dặn con này, biết là ông đang háo hức đấy, nhưng mà bà dặn rất kỹ là đi đến làng ấy là ông đi một bước là con theo một bước. Ông ăn gì là con ăn đấy. Ông ngủ với ai là con ngủ với người ấy. Sao lại ông ngủ với ai con ngủ với người ấy? Thì bà dặn con thế mà. Bà dặn mày như thế mà ông đi trước mày hàng trăm bước mà có thấy mày đâu. Tại vì ông đi nhanh quá, con đuổi mãi mới kịp. Có thấy cảnh có đẹp không? Dạ. Đây là rặng ruối làng ông đấy. Con thử đếm xem được bao nhiêu cây ruối. 1, 2, 3. Dạ 9 cây ông ạ. Đúng rồi. Ngày xưa thời còn trẻ, ông vẫn thường ra đây chăn trâu cắt cỏ. Thế là con biết rồi. Thế là người ta gọi là trẻ trâu đấy ông ạ. Này, không được chỉ vào mặt ông như thế nhá. Những kỷ niệm nó lại gợi nhớ trong đầu của ông. Ở trong làng này, ông còn hai người bạn rất là thân. Thế ạ? Ba anh em vẫn thường xuyên ra đây chăn trâu cắt cỏ và... Ba anh em ông đã kết nghĩa dặn ruối. Kết nghĩa cái gì ạ? Kết nghĩa dặn ruối á? Ừ. Ông nói thế nào ấy? Con mặc dù học ít nhưng mà con cũng biết rằng là kết nghĩa phải kết nghĩa vườn đào chứ làm gì kết nghĩa dặn ruối. Vườn đào thì để đi giống người ta. Quê ông chỉ có ruối. Mà cái dặn ruối là cái dặn ruối nổi bật nhất ở quê ông. Dù đi đâu, về đâu, vẫn luôn nhớ đến cái dặn ruối này. À thôi, ông đang háo hức quá. Thôi đi vào trong làng để nhanh gặp các bạn của ông. Vâng. Đây. Ông đi, nhưng mà ông đi chậm thôi nhá. Bởi vì là bà dặn rất kỹ là ông đi một bước là con phải đi một bước. Nên... Thằng này, mày nói nhiều thế nhỉ? À. Cởi câu đá ra. Cái gì ạ? Nhưng mà ông ơi, con xin ông, con lạy ông. Còn nếu mà con nói gì sai thì ông cứ mắng con, ông chửi con cũng được. Hay là ông đánh con cũng được. Nhưng mà ông cho con bộ quần áo để con có mảnh vải che thân. Giờ ông bắt con cởi ra thì ui giời ơi ông ơi. Tôi con xin ông ạ. Dạ con xin ông ạ. Cái thằng này lạ gì? Dạ. Mày bị ngứa mồm hay sao mày nói nhiều thế ạ? À? Sao tự nhiên đi. Ông lại bắt con lột quần áo ra làm gì ạ? Không nói nhiều, đi vào trong này. Ôi, ông ơi. Thôi con xin ông ơi. Đi vào ông ơi, đây. Con xin ông ạ. Con xin ông ạ. Ôi giời ơi. Ông ơi, ôi giời ơi. Cái này thì còn gì là người. Ôi giời ơi. Ôi, ông ơi. Hơi rộng một tí, nhưng mà đẹp không ạ? Con lại cứ tưởng ông định làm gì con. Hóa ra ông lại cho con quần áo đẹp. Cho là cho thế nào? À, thế là như nào ạ? Đưa quạt mo đây. Đây ạ. Đây, cầm cái quạt này. À. À. Con mặc cái bộ này cũng được đấy. Đẹp. Dạ. Thế nhưng mà tự nhiên ông lại bắt con đổi quần áo cho ông làm gì ạ? Đây việc của con.
ông biết việc của mày rồi. À chết, con biết việc của ông rồi. Chắc là ông sợ đến gặp bạn bè, xong người ta nhìn thấy ông giàu, người ta xin tiền, đúng không? Ông sợ phải cho người ta tiền, đúng không? Hay cái thằng này lạ nhỉ. Thế bây giờ nghe ông nói này, bây giờ con tìm cái chỗ nào có cái nhà trọ ấy, con vào đấy con ấy nghỉ trọ tạm. 3 ngày nữa ông sẽ gặp con ở đây nhá. 3 ngày nữa? Ừ. Thế nhưng mà bà dặn con là... Khổ quá, thế để ông còn gặp bạn ông đã nhá. Rồi xem như thế nào thì ông sẽ quay lại tìm con nhá. À quên, con sẽ đi quay lại tìm ông. Thế nhá. Ông đi nhá. À này, đưa quốc đấy cho ông. Đây, mời ông ạ. Ông ơi, ông để con đi đất thế này thì hơi bị đau chân đấy ông ạ. Rì. Con chào ông nhé. Ngoài quá. Tự nhiên có quần áo đẹp, nhìn cũng ra dáng phết. Này. Mời bác uống nước ạ. Chào anh. Vâng, anh làm ơn cho xin bắt nước ạ. Mời bác ạ. Cảnh đây đẹp quá. Vâng. Anh làm ơn cho tôi hỏi, nhà anh Dần có ở gần đây không ạ? Bác muốn hỏi Dần nào ạ? Làng này thì có nhiều Dần lắm. Ô thế ạ? Mà đúng là một cục vôi ba số phận bác ạ. Một cục vôi ba số phận nghĩa là thế nào ạ? Tức là như này, khổ lắm. Có một ông tên là Dần Tèo. Ông biệt xứ đi lâu lắm rồi, mảnh đường tèo mất rồi. Còn một ông Dần nữa là Dần Cá Chày. Thế mắt ông đỏ như cá chày ấy. Ông này khá, lấy được cô vợ vừa thông minh còn vừa chăm chỉ. À đấy, nhắc đến tôi mới nhớ, có một ông nữa tên là Dần Tháp. Nhưng mà cái tên nó chả đúng với cả số phận gì cả. Cái nhà của mình như cái tháp lộn ngược ấy, gọi là cái lều vịt. Khổ lắm. Đấy, hôm nọ gió to một cái là cái lều vịt tung mất cả nóc. Thế xin hỏi anh là anh Dần Chày thì nhà chỗ nào ạ? Ông Dần Chày á? Vâng. Bác cứ vào đầu làng ấy, bác nhìn nhà to nhất, đấy là nhà của ông Dần Chày ấy. Còn nhà của ông Dần Tháp mà bác muốn hỏi ấy, em chỉ luôn. Nhà bác ý ở cuối làng mà bác cứ nhìn cái lều vịt nào nhỏ nhất thì là nhà của bác ý. Ồ, đúng là một cục phấn ba số phận. Anh nói đúng đấy. À, thế tôi gửi tiền bắt nước ạ. Thôi, nhìn bác nom trông cũng nghèo thì thôi, có bắt nước tôi mời. Bác cứ đi đi. Vâng, thế thì rất cảm ơn anh ạ. Vâng. Dạ vâng, vâng, chào bác ạ. Tôi đi ạ, vâng. Đứng gật gù rình mò cái gì đấy? Nhà đẹp quá. Nhà nào đẹp? Tôi thấy cái căn nhà này đẹp quá, có lẽ phải đẹp nhất làng đấy. Không chỉ làng này mà kể cả làng bên cũng không có một căn nhà nào rộng và đẹp như căn nhà này. Ui, thế thì mừng quá. Mừng gì? Mừng vui gì? Tôi mừng cho bạn thôi. Bạn nào? Ai là bạn? Bạn là ai? Bạn tôi xin lỗi cho tôi hỏi, đây có phải là nhà của Dần Chày không? Vâng. Đúng rồi, Dần Chày chính là bạn tôi. Thế bác là? Tôi là Dần Tèo. Bác Dần Tèo? Ô, hóa
ra bác là bác Dần Tèo à? Vâng. Em tưởng là teo mất rồi chứ. À không. Bác Dần Tèo mà Dần Chầy nhà em thi thoảng có nhắc đến ấy. À, đúng rồi. Hôm nay thực sự là rất phấn khởi. Thấy bạn tôi có một cơ ngơi phải nói là khang trang như thế này, tôi rất phấn khởi. À, xin hỏi thế cô là thế nào? Chầy bà. Chầy bà. Chầy bà. Ồ, thế là vợ của bạn tôi. Ồ, phấn khởi quá. Này, thế cho tôi hỏi là Dần Chầy có nhà không ạ? Dần Chầy nhà em đi tỉnh rồi ạ. À, không sao, để tôi vào nhà tôi ngồi chờ cũng được. Ê, xin bác dừng gót. Nhà em có gia phong là khi chồng đi vắng, vợ ở nhà không được tiếp khách, mà nhất là khách nam, vì là nam nữ thụ thụ bất thân, mong bác thông cảm ạ. À, tôi sơ ý quá. Dạ. À, xin lỗi. À, nhưng mà tôi muốn hỏi là bao giờ về ạ? Nhanh thì cuối tháng, chậm thì cuối năm ạ. Đi lâu vậy cũng vất vả nhỉ. Dạ. À, thôi được rồi. Thế thì tôi xin lỗi chị nhé. Dạ. À, dịp khác tôi sẽ qua ghé thăm bạn tôi sau. Mong bác lượng thứ ạ. Dạ. Thế chào chị. Dạ. Mời bác lui gót ạ. Vâng. Định thấy người sang Bắc Quảng làm họ á? Rình mò để vào xin xỏ à? May mà mình nhanh trí đấy. Bác ngồi xuống đây. Có cái kiểu vợ con ở đâu là lạ thật. Để chồng ở nhà trông nhà, trong khi mình thì ra ngoài đường, rồi lại còn đi đánh tổ tôm. Thế là thế nào? Ô này, sao thầy nó cứ phải gắt gỏng lên ý nhỉ? Tôi còn vừa giải nguy cho thầy nó cơ. Giải nguy? Giải nguy cái gì? Thì bạn của thầy nó đấy, Dần Tèo ấy. Dần Tèo, Dần Tèo. À, tôi nhớ rồi. À, cái tuổi chúng tôi còn bé, có ba thằng tuổi Dần. À, thằng Dần Tèo, tôi mắt hay đỏ, nó gọi là thằng Dần Chầy, và thằng Dần Tháp. À, ba thằng chơi với nhau. Thế có việc gì? Dần Tèo đứng rình mò ngoài kia kìa. Chắc là thấy nhà mình có của ăn của để, thế nên tính đến để xin xỏ đấy. Nhìn trông thảm lắm, hố rách áo ôm lắm. Thế à? Ừ. Mình đuổi đi cũng phải. Vào đây lại chắc rồi cũng xin xỏ cái gì thôi. Đấy, mà cứ bảo là đàn bà chúng tôi là không qua ngọn cỏ đi. Đấy, may mà tôi nhanh trí đấy. Cũng định vào đây. Ừ. Nhưng mà tôi nói là gia phong của nhà mình là chồng đi vắng vợ không được tiếp người lạ. Đúng rồi. Nhất là nam giới, nam nữ thụ thụ bất thân. Đúng rồi. Xong cũng hỏi là bao giờ về. Ừ. Tôi bảo luôn, nhanh cuối tháng, chậm cuối năm. Ừ. Đấy, thế là đi rồi. Đi rồi đấy, à? Trông thảm lắm. Trên răng dưới... Dưới cái gì? Chả có gì. Ừ. Thế là đi rồi. Đi đâu? Thì tôi nói thế là đuổi khéo đi rồi. Ai biết đi đâu. À, vào đây không được. Thế thì sang nhà thằng Dần Tháp rồi. Thôi, bà nha, để tôi sang đấy, tôi nghe ngóng tôi xem thế nào nhá. Này, cái gì? Đi nhanh rồi mà về nhanh đi nhá. Ừ, tất nhiên rồi, tôi sẽ không ra mặt đâu. Thì nhanh lên đi. Thế tôi đi nhá. Mình ơi! Mình ơi! Ra! Ra! Em đây, em đây! Ôi! Mình về rồi đấy hả? À. Ôi, ôi! Cơm nước xong chưa?
rồi Bình ạ. Mình đói bụng chưa? Đói rồi, đói rồi. Để em xuống lấy khoai cho Bình nhá. Hả? Lại khoai à? Thì còn dẻo khoai ở dưới bếp, em luộc nốt. Thế hôm nay nữa là bữa này nữa là tròn một tuần ăn khoai đấy. thì tròn một tuần. Ăn khoai thì cũng không sao đâu, nhưng mà ăn khoai rồi nó cứ nóng ruột. Mà nóng ruột rồi nó cứ... mình thì mình thường chả ăn khoai, thì mình cũng... Để em vào em lấy cho mình nhá. Khoai nóng đây. Lấy cho tôi cái củ khoai mật nhá, ăn khoai bở nó bứ khổ lắm đấy. Vâng. Dân ơi! Dân Tháp ơi! Dân Tháp ơi! Cái thằng nào mà nó gọi tên mình, nó còn gọi cả tên cố nội mình. Thằng nào ấy? Dân Tháp ơi! Người nào đây? Vào đi! Ôi. Dân Tháp! Dân Tèo! Dân Tháp! Dân Tèo! 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 Không quánh đâu, dân tèo ấy này. Dân tèo ấy. Bác là... Dân tèo. Dân tèo đấy. À, bác có phải là bác Dân mà ngày xưa hay cởi chuồng tắm xong với chồng em không? Ôi, rồi là bác còn bị cua cắt. Chính vì thế cho nên bác mới được gọi là Dân Tèo. Bạn. Bác cái gì mà vô duyên, chuyện đấy là chuyện hết sức bình thường. Bác. Bác có tin là ngày xưa là em cũng từng bị cua cắt. Ôi trời ơi, này bạn ơi, dầu cái chuyện thì tế nhị thế bạn cũng lại kể thế. Thế thì ngại chết đấy. Nói thật đi với bạn là nhà tôi Hồng Phước, cho nên mới sai khiến để tôi lấy được một bà vợ mà trong nhà chứ tỏ thì ngoài ngõ đã tưởng. Ôi trời. Tôi. Bạn vào đây. Vâng, mời bác ạ. Vào đây, bạn vào đây. Ôi trời ơi, thế bạn... Ôi giời, khỏe anh nhỉ? Rất là rắn giỏi anh nhỉ? Vẫn nghèo như xưa nhỉ? Đây cũng vẫn nghèo như xưa. Thế nào? Đi đâu mà đến bây giờ mới quay về làng? Mà bác... quay về làng thì lại không báo cho tôi biết một tiếng là thế nào? Thế bác đi đâu đây? Cái gì? Bác phải bảo chứ. Đang về bảo đấy còn gì nữa? Vâng. Bạn tính rồi này, đã bỏ quê hương đi làm ăn mà chưa đâu vào với đâu thì ngại không dám về. Đây hôm nay về đây thì cùng cảnh nghèo chúng ta lại ôn nghèo kể khổ. À. Chuyến này về là bác ở hẳn với vợ chồng em, bác đừng đi làm gì nữa. Thế mấy khi bác Dân Tèo về đây thế có cái gì đãi khách không? Ê, dẻo khoai. Ôi giời. Không, sẽ có. Có gì? Mình với bác cứ ngồi nói chuyện việc đấy để em nhé. Bác, dạ em gửi bác. Hay. Bạn có cô vợ phải nói là rất sợi đời. Hơi vô duyên nhưng mà được cái tốt tính. Thôi này, bây giờ bạn là đi mới đi xa về nhá, rồi tắm rửa nghỉ ngơi đi, rồi tí nữa anh em mình nhậu nhớ ra diễn, ra diễn nhớ là phải say nhá. ra diễn. Này thế có thay đồ cứ để đấy cho nên để đấy không sao. Ui trời. Phải công nhận là đi khắp nơi nhưng mà về làng mình tắm cái nước giếng của làng mình mát thật đấy. Vẫn mát mà. Tức là mấy chục năm nay giờ anh em mình mới lại có cơ hội được tắm chung với nhau đấy. Này, nếu ông thích chứ, ngày mai tôi sẽ gọi cái thằng Dần Chày ấy, ba anh em mình lại ra sông tắm như ngày xưa, được chưa? Tắm như ngày xưa? Tắm như ngày xưa. Nhưng mà bây giờ anh em mình nó khác rồi. đây, tôi chết quên. Không hỏi này, thế ông về ông đã ghé qua nhà thằng Dần Chày chưa? Tôi có ghé qua nhưng mà Dần Chày thì đang đi tỉnh rồi. Thôi hai anh em mình thôi. Nó bây giờ nó bận, nó giàu, nó bận, nó nhiều việc lắm. Có lẽ khác anh em mình. Thôi kệ. Mình ơi! Cơm nước thế nào đây, nhỉ? Đây,
đây. Ngót hết cả bụng rồi. Đây 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 đây. Chờ tí chờ tí. À đây rồi đây rồi. Đây đây cho luôn. Dạ đây ạ. Vâng. Đây. Ôi giời ơi. Em mời bác. Ui quý quá. Dạ. Ui mình ơi. Mình thịt cả con gà. Dạ. Ờ thế. Chẳng mấy khi mà mình. Ờ nhưng mà gà gà. Mình cứ thoải mái đi nhá. Việc đấy để em lo. Dạ. Ui giời ơi. Nào, thế em ngồi đây đi. Dạ, vâng. À, thôi. Vui cùng bọn anh. Dạ, cảm ơn bác cứ tự nhiên ạ. Em xuống bếp rồi còn con mèo, con chó dưới nhà nữa. À, nhá, vâng. Thế vâng. Xong rồi mình lên nhá. Dạ, vâng ạ. Thế hai anh em cứ tự nhiên nhá. Dạ, vâng, Rất tốt tính. Thôi, bạn thông cảm nhá. Ở nhà có cái gì thì dùng cái ấy nhá. Thôi thì cái ấy đi. Nào, nào, ta làm chén đi. Giá như có cái thằng dần chày vui nhỉ. Ôi, đáng lý là đúng là phải có ba anh em đấy. À. Nhưng mà thôi, thông cảm cho nó, bây giờ nó nhiều việc quá. Đang ở tận đi tỉnh cơ, không hiểu tỉnh nào. Thôi cứ rót cho nó một chén ở đây đi. À, đúng rồi. Nào, thôi hai anh em mình cứ cụng cái ly một cái đã. À. Dừng lại, dừng lại, dừng lại, dừng lại. Giận, giận lắm. Úi giời ơi, ông dần chày. Dần chày đấy à? Tôi tưởng ông đang đi tỉnh cơ mà. Ừ, tôi đi tỉnh đâu mà đi. Tôi đang ngồi đi. Ôi trời, vui quá. Hôm nay là đủ cả ba anh em rồi. Mà này, tôi vẫn giận ông. Nhà tôi ngay đầu làng, ông không rẽ vào. Mà lại ông đi xuống cuối làng nhà thằng Dần Tháp này. Ông đi ngược đạo rồi. Tôi là tôi đi xuôi đấy, nhưng mà khổ quá, nhưng mà chày bà ấy, bảo ông đi tỉnh. Cho nên tôi mà tôi vào nhà ông thì lúc ấy còn mỗi mình vợ ông ở nhà, nam nữ là thụ thụ bất thân. Bây giờ nó mang tiếng. Thôi được, ông nói thế nghe cũng được. Tôi hết giận chuyện này. Thôi, thế anh em mình cũng ly nhỉ. Anh em mình cũng ly nào. Chúc hội ngộ nha. Rồi, lâu quá rồi. Nói cho hai bạn biết, lúc trước khi về làng là đi qua cái dặm suối, bao nhiêu những ký ức nó trỗi hết là dậy trong tôi. Nhớ lại cái kỷ niệm thời anh em mình nó còn gọi là chăn trâu cắt cỏ ấy. Ba thằng coi như là đứng ở ngay giữa cái dặm suối và cắt máu vườn đào. Nó không phải là cắt máu vườn đào mà là cắt áo. Mình cũng bắt chiếc ba ông kết nghĩa vườn đào. Nhưng mà anh em mình hồi đấy là làm gì có đào mà cắt. Cắt ruối thôi. Nhưng mà chính ra cũng đi nghĩa đấy. Cây, những cây ruối ở làng mình nó hàng gần nghìn năm rồi. Chứ gì nữa. Ôi giời, nó cổ mà như thế. Mà làng khác không có dặm ruối như làng mình đâu. Tôi nhớ anh em mình còn hứa với nhau một câu. Là cho dù có thế nào đi chăng nữa, cho dù sau này ai giàu ai nghèo, gặp hoạn nạn khó khăn gì, nhưng dứt khoát không bao giờ được bỏ nhau. Đúng rồi. Mãi mãi là tình bạn kết nghĩa. Thế rồi nào. Đúng nào. Lâu mới gặp lại. Tôi mời riêng Dần Tèo một ly nào. Thôi, để tôi mời riêng nhá. Uống đi. Vui. Sau bao nhiêu năm xa cách nhưng mà tình cảm của anh em mình nó vẫn như thế. Gọi là trước sau như một. Tôi phấn khởi lắm, vui lắm. Nhưng mà này, tôi nhìn bạn có vẻ vất vả, khổ sở nha. Thôi thế này, sau đây, tối nay, sang nhà tôi ngủ nhá. Nhà thằng dân này là không có buồng, có chỗ ngủ đâu nhá. Với lại trông bạn khổ sở thế này, ở lại làm thuê cho tôi đi. Làm cho tôi. Anh em mình đã nói là bạn của nhau rồi. Tự nhiên bây giờ tôi sang đây làm thuê cho ông. Thế là nó mất đẹp cái tình bạn. Tôi cứ chấp nhận như thế này và cứ xa quê, thỉnh thoảng tôi lại về tôi thăm hai bạn. Thế là tình cảm có phải nó quý hơn không? Nhưng mà
Thôi chịu chịu có vất vả cũng được. Hai không phải hai ông uống đi. Hai ông nói nhiều quá. Đây nhìn thấy ví dụ như là gương dần tháp để cũng vất vả. Bao nhiêu năm mà về vẫn như thế. Đúng rồi. Cũng đâu có khá được đâu. Thôi thì trong ba anh em mình bây giờ thì có duy nhất là dần chày là khá giả nhất. Đấy, từ quần áo gấm lụa nói chung là sang trọng, nó khôn nhất hội. Nhưng mà thế này thế thôi, trông có vẻ là ra dáng thế này thôi, nhưng mà tôi nói thật cho các ông biết nhá, tôi cũng khổ lắm, cũng nợ khắp ấy chứ. Có ai xin có như thế mà nói gì đâu mà nhưng nói mà thế. Có như thế đấy nhưng mà ông còn có chỗ để nợ được, nhưng chúng tôi lấy đâu ra để mà có vay, có ai người ta cho vay mà nợ. Rồi uống đi thôi, không nghe nói chuyện đấy nữa. Uống đi, không nói chuyện vay mượn. Quan trọng là tình cảm anh em mình cứ mãi mãi có nhau. Chán đâu? Đây chán đây, cho tôi chạy rồi. Thôi, tối nay nó ngủ ở lại nhà ông đi. Chứ ra đường này gió máy nguy hiểm lắm nhá. Thôi được rồi, để tôi đưa nó vào. Ông cứ về đấy. Cái món này để tôi xử lý nốt. Đi vào đi ngủ nha. Cẩn thận nhé. Thông cảm. Bạn này, để tôi giải quyết chỗ này. Bảo thằng Dần nhà Tèo này là ngày mai tôi đi có việc sớm nhá. Lúc khác gặp nhau. Về cho Dần bà hết giận. Mình Mình cẩn thận. Không sao. Mình vào đây, mình ngồi đây đi đã nào. Mình ngồi xuống đây. Bác, nghỉ đi để em dọn nhé. Ôi, mình này. Bác Dần Tèo, bác ấy ngủ rồi. Vâng. Cảm ơn mình lắm. Hôm nay nhờ có mình mà tôi mở mày mở mặt ra với các bạn. Thực sự là cũng lâu lắm rồi. Lâu rồi. Mấy anh em mới có dịp ngồi hàn huyên tâm sự với nhau thế này. Sớm nào. Các vợ chồng với nhau mà nói chuyện sao lại khách sáo thế chứ? Có cái gì mà ơn với huệ? Thế mình và các con đã ăn gà chưa? Mình yên tâm, em với lại các con ăn uống xong xuôi hết rồi. Mà con gà ngon quá cơ. Gà mái đấy, em chọn mãi mới được cái con ngon nhất đấy. Thế mình lấy con gà đâu? Nhà mình làm gì có con nuôi con gì đâu, có cái gì cho chúng nó ăn đâu. Ôi giời ơi, mình quan tâm cái việc đấy làm gì? Việc đấy là việc của em. Nhưng mà anh cứ thắc mắc mãi không hiểu là mình lấy con gà ở đâu. Ôi giời ơi, em đã nói rồi, việc đấy không phải là việc của mình, cứ để em lo. Thôi, cũng say xỉn lắm rồi đấy, mình đi vào nghỉ ngơi đi nhá. Nhưng mà này, anh. Cái vòng của hồi môn mẹ tặng đâu? Em cất trong buồng. Mình đừng có mà nói dối tôi. Chưa bao giờ mình tháo cái vòng ấy ra khỏi tay mình cả. Em để trong buồng thật mà. Mình vào mình lấy ra cho tôi xem nào.
Mình đừng có mà nói dối rồi. Mình vợ lấy ra đây rồi. Kiểu mình... Mình... Đâu? Thật ra... Mình cứ bình tĩnh nghe em nói đã. Em nói thật, chiếc vòng đó là của hồi môn quý giá nhất của em. Nhưng mà em đã quyết định rồi, em bán nó đi để lấy tiền mua con gà. Mình cũng biết đấy, gia cảnh nhà mình nghèo khó thế này, đến gạo chả đủ ăn, lấy đâu ra mà mua thịt với thà. Nhưng mà không sao cả mình ạ, vợ chồng mình sẽ luôn ở bên nhau. Rồi sau này làm ra của nải, lúc đấy mình mua tặng em sau. Mình ạ, chiếc vòng bán đi thì vẫn có thể mua lại được. Chứ còn tình cảm của các anh mà mất đi thì sẽ không bao giờ có lại được nữa. Kìa, mình... Thôi nào. Anh không biết nói gì, anh chỉ biết cảm ơn mình yêu. Thôi, cứ như trẻ con thế này, có em ở đây với mình mà. Mình sẽ chuộc lại chiếc vòng cho hai vợ chồng bạn. Thôi, bây giờ đi vào rửa mặt mũi chân tay rồi đi nghỉ đi nhá. Em đi khua mấy cái bát rồi em vào sau nhá. Em vui quá rồi. Rồi lâu lắm rồi mới gặp bác đấy. Bạn chị ăn chi kỷ của chồng em đấy. Thế là chồng cũng thường xuyên nhắc cái gì? Dạ thường xuyên nhắc đến bác luôn. Mà thôi, hai vợ chồng tiễn tôi đến đây là được rồi. Ấy, bác đừng khách sáo. Bác cứ để cho chúng em tiễn bác vào nơi ăn nghỉ cuối cùng cho nó trọn vẹn. Vui được cái là đúng là thằng tiêu dùng nữa. Dạ vâng. Này em thế nhưng mà tốt tính. Em có gì nói đấy, có gì không phải bác bỏ qua cho em. Dạ vâng. Thế thầy bác lên đường thanh thản nhá. Sao đi chúc thế? Không, thì ý em là có nghĩa là bác ra đi cho nó mát mẻ. Ồ hay. Nói được thì nói mà không nói được thì thôi. Thế thôi, không sao. Em chả nói nữa, cho nhà em nói. Bạn ạ, thôi, bạn bỏ quá cho nhà tôi thế thôi, nhưng mà nó lại được cái tốt tính. Tôi hiểu mà. Thôi thế này nhá, thôi thì là bạn đã quyết ra đi rồi, thì vợ chồng tôi cũng không dám giữ nữa. Thôi thì chúc bạn lên đường chân cứng đá mềm. Chân cứng đá mềm. Thôi được rồi. Nhưng mà theo tôi thế này này, nói bạn bỏ quá cho cả một cái quãng đời trai trẻ của bạn. Bạn đã bôn ba đây đó rồi, rồi cuối cùng bạn có cái gì đâu, bạn cũng giống vợ chồng tôi thôi. Đúng ạ. Không làm ăn được gì. Thế bây giờ bạn cũng đã có tuổi rồi, bây giờ bạn lại bôn ba ra đi nữa, thì liệu bạn có làm được cái gì nữa không? Bạn đã bỏ quê hương ra đi. Bạn có thể bỏ quê hương được, nhưng quê hương thì không bao giờ có thể bỏ bạn. Quê hương không bao giờ bỏ mình được. Quê hương là chùm khế ngọt bác ạ. Cho ta trèo hái mỗi ngày. Mà bác ơi, nhà em là nhà em nói đúng. Bây giờ bác tầm tuổi này rồi, già cả ốm yếu thế này rồi, mà trên đường đi chẳng may mà xảy ra cái cơ sự gì thì là một đi không bao giờ trở lại. Thôi, làm sao mà tự nhiên lại nói bác cái như thế. Dạ, tất cả là cũng là do em cũng lo lắng cho bác. Vợ chồng em là đấy, em biết được cái tình cảm của hai của bác với đại nhà em là tri ân tri kỷ. Thôi được rồi. Dạ. Để tôi nói nốt. Vâng. Đấy ý của nhà tôi nó thế. Là thôi thì bạn quay trở lại đây đi. Vâng. Ở với vợ chồng tôi, có rau thì ăn rau. Dạ. Có cháo thì ăn cháo. Đúng. Con gà luống rau, chúng ta đủ bậc lẫn nhau. Bạn không phải đi đâu cả nhá. Vâng. Đấy, các cụ nhà ta có câu là lá lành là đùm lá rách. Mà bây giờ bác rách te tua thế này thì vợ chồng em đùm bác là lẽ đương nhiên. Thôi được rồi. Bác về đây mình có gì mình hút đấy bác ạ. Được rồi, được rồi. Phấn khởi đúng không ạ? Bình tĩnh. Trước hết là tôi rất hiểu tình cảm của hai vợ chồng bạn. Nhưng mà tôi vẫn phải đi. Nhưng tôi hứa là sẽ quay trở lại. Thôi, hai vợ chồng bạn không phải băn khoăn đâu. Tôi đi nhá. Thế là bác vẫn quyết đi thật ạ? Ông ơi! Ông ơi! Cứu quan ông ơi! Dạ, người ta đòi tiền trong trọ! Lại quan ạ! Lại ông! Có việc gì mà quan nó đến tận đây thế ạ? Con không phải là quan đâu! Là ông con đây
mới là quan nữa. Ui lại ông đừng đùa như thế. À, ông đây là bạn của vợ chồng tôi. Dạ. Nhưng mà bạn của hai vợ chồng ông nhưng mà là chủ con ạ. Dạ. Hai vợ chồng bạn này. Tức là thế nào? Để nghe tôi giải thích. Cầm đấy con. Con gửi lại ông quan. Thú thật với hai vợ chồng bạn thế này. Sau khi mà tôi rời bỏ quê hương đến đất khách quê người để làm ăn, thực sự là cũng có của ăn của để. Ô, thế là bác lừa chúng em à? Ông quan ở trên kia ấy, giàu lắm, một trong những người giàu nhất nhì tỉnh đấy. Nhưng mà bác ơi, bác giàu thì bác giàu, đấy là việc của bác, chứ nhà em nào có xin bác một đồng một hào nào đâu. Mà sao bác phải dạy nhau là khổ thế? Buồn cười. À không, hai vợ chồng bạn đang hiểu sai rồi. Khi mà về đến quê ấy, mình nghĩ là nếu mặc bộ quần áo như thế này mà gặp các bạn, giá mà các bạn khá thì không sao, nhưng mà nếu mà các bạn gặp hoàn cảnh khó khăn, sợ các bạn lại tủi thân. Chính vì thế cho nên mình đã thay bộ quần áo của cậu ở để mặc đến gặp vợ chồng bạn. Thấy chưa hả? Bạn à, bao nhiêu năm mà bạn không hề thay đổi, bạn vẫn chân chất chân thành như ngày xưa. Tôi dù có nghèo có giàu, tôi vẫn là bạn của bạn. Còn tôi, dù có giàu có nghèo, tôi cũng mãi mãi sẽ là bạn của bạn. Tình bạn của chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi. Tôi bảo đây. Dạ, mình gọi em ạ. À, cái lứa lợn nhà mình đâu rồi nhỉ? Mình bán rồi mà mình không nhớ à? Lúc mình bán mình còn bớt lại bộ lòng, xong rồi mời bác tình bác nghĩa rồi họ hàng sang ăn, mình quên à? Tôi biết rồi, ý của tôi hỏi là cái tiền bán cái lứa lợn đâu. Mình ơi, mình ngồi đây đã, mình ngồi đây em bảo. Đây, tiền đây, đồng tiền á, nó phải đi liền với khúc ruột. Em định bàn với mình thế này, em sẽ chia đôi cái số tiền này ra. Một nửa ấy, thì em sẽ mua một lứa lợn mới, xong rồi làm giống. Còn một ít thì em sẽ mua một đàn gà, để Tết mình có cái gì thì khách khứa đến, mình còn có cái mà chiêu đãi. Còn một nửa thì, đấy, mình thấy đấy, em muốn đảo lại ít ngói. Nhà mình nó cũng hơi cũ rồi mình ạ. Rồi, tôi đồng ý tất cả những cái gì mình nói. Thế là mình đồng ý rồi đấy nhá. Tôi đồng ý, dạ. Tôi rất là hoan nghênh. Thế nhưng mà bây giờ là tôi đang cần tiền để có việc. Mình đưa đây cho tôi. Ê, mình làm gì đây? Khổ quá cái thằng Tình ấy. Tiền của em đấy nhá. Cái thằng Tình ấy là mẹ vợ nó đang bị ốm. Mà nhà đấy thì mồ côi từ bé. Lấy vợ xong ấy là coi như là con trai của nhà bên này luôn. Mà nó tốt thật đấy. Đấy, bây giờ là mẹ vợ ốm, nó còn đang phải đi chạy vạy khắp nơi để mà nó lấy tiền nó lo cho mẹ vợ. Thì mình đưa cho tôi để tôi sang tôi giúp bạn tôi. Không, mình buồn cười thật đấy. Mẹ thằng Tình ốm thì kệ mẹ nó. Sao mình lại nói thế? Không phải, ý của em không phải là như thế. Ý em là thì kệ bác ý, việc gì mình phải lo. Sao lại kệ được? Nó là bạn thân tôi kệ làm sao được mà kệ. Thân cái gì mà thân? Thân thì thân ai người ấy lo chứ. Mình buồn cười thật đấy. Mình chơi với bác Tình bác Nghĩa mà em thấy nhà mình có việc gì chả thấy bác ấy Tình Nghĩa gì cả. Chỉ có việc bác mồm chẳng ăn trực. Mình buồn cười thật đấy. Mỗi người một công một việc, mà bây giờ các cụ đã bảo rồi là sởi lở thì trời cho, mà quanh co thì trời lấy lại. Mà tôi nhá, là tôi người ta quý, người ta mới gọi đi uống rượu, người ta trân trọng, mình hiểu chưa? Còn như cái thằng mẩu ngoài đầu làng kia, nó ngồi ở đây suốt ngày đấy, có ai gọi nó đi uống rượu đâu. Thế mình có biết là tại sao mà bác Tình bác Nghĩa không mời thằng mẩu đi không? Là tại vì nó có cái gì đâu. Có mà trên răng dưới. Dưới gì? Dưới mẩu. Còn mình ấy thì phóng khoáng, có cái gì đó là gọi các bác ấy sang ăn ngay. Các bác ấy chả gọi mình thì sao? Lợi dụng mình đấy. Thôi được rồi, mình nói thì tôi hiểu rồi, tôi ngấm rồi, tôi biết là mình muốn tốt cho tôi. Thế nhưng mà
sống là phải biết yêu thương. Ê, ê, Mình ơi, làm của em. Trời ơi. Ông. Dạ, con chào thầy. Thầy sang chơi ạ. À? Thầy ngồi quý thầy. Ông đi đâu hả con? Dạ, nhà con vừa đi ra ngoài rồi thầy ạ. Thầy bảo nó là đi chặt cây tre về sửa cái chõng gãy cơ mà. Đấy, khổ lắm thầy ạ. Nhà con á, lúc nào cũng ăn cơm nhà bác tù và hàng tổng ấy. Thế nó đi đâu? Thì đi sang nhà bác tình như thầy ạ. Mà cũng nói, nghĩ lại con lại thấy bực mình như thầy. Thì đấy, thầy nghĩ mà xem, con vừa mới bán được lứa lợn, tính là có tí tiền thì để đợt này, đợt tới này là con sẽ mua một ít lợn giống, một ít gà giống, rồi còn một ít tiền thì con đảo lại cái mái. Thế mà nhà con mang hết tiền đi sau nhà bác ấy thầy ạ. Con này, thằng Phóng nó tốt tính mà. Tốt tính thì tốt tính chứ, tốt thì tùy từng cái chứ. Ngày xưa lúc nó chưa lấy thì khen nó là anh ấy tốt tính, anh ấy hiền lành, anh ấy thương người lắm. Bây giờ thì mày còn trách ai? Thì đúng là như thế thật. Con thương cái tính ấy của anh ấy cho nên con mới lấy. Nhưng mà sao? Thầy ơi, khổ lắm thầy ạ. Nói biết bao nhiêu lần rồi nhưng mà anh ấy không nghe. Anh ấy toàn chơi với cái bác tình bác nghĩa gì đâu ấy. Toàn những người không tốt thôi thầy ạ. Nhưng mà phải, nó phải như thế nào chứ? Thì đây, suốt ngày rủ nhà con đi nhậu nhẹt, rồi toàn đi làm những cái chuyện linh tinh thôi ấy. Việc nhà thì nhắc, nhưng mà việc chú bác thì nhà con siêng lắm. Thôi được rồi, khi nó về, để thầy nói. Thầy không nói được đâu thầy ạ, con nói nhiều lắm rồi, nhưng mà nước đổ đầu vịt, nhà con không nghe ra đâu. Cái thằng này... Bây giờ phải có cách nào thôi thầy ạ. Thôi con ạ, cái tính thằng này từ xưa nó như thế rồi, bây giờ cứ lựa lời mà nói con ạ. Cũng chả biết là con nói được hay không, tại vì anh ấy lúc nào cũng bạn thân tôi, mở mồm ra là một câu bạn thân, hai câu bạn thân. Tính tình nó từ xưa là như thế rồi, nó thương người mà, thôi cứ để từ từ rồi nói con ạ. Thôi, cứ biết thế nhé, thầy đi về đây. Thầy ơi, thầy ở lại đây đã ạ. Thôi, thầy về lát thầy sang. Dạ, con chào thầy ạ. Bác Tình ơi, bác Tình ơi. Bác Tình ơi, bác Tình ơi. Cô Thắm đấy à? Chị Phóng, mời chị ngồi. Thế bác Tình đi đâu rồi? Chồng em ấy ạ? Ôi giời ơi, chị nhắc đến là em bực hết cả mình. Cái lão đấy hôm qua thầy đề nhắc là sáng nay phải lên đình sớm, mà ngủ đến tận trưa mới dậy. Em vừa quát chạy lên đình rồi. Mà chị tìm chồng em có việc gì thế? Thì có cái việc gì đâu. Lâu lâu thì chị chiều chồng chị tí, thì chị chiều luôn cả bạn chồng chị. Thì sắp có mấy mâm cơm rồi mời mọi người sang ăn quây quần cho nó vui ấy mà em. Cơm à? Ừ. Quái lạ. Bình thường bà này nổi tiếng keo kiệt ghê gớm, hôm nay lại mời sang cơm. Không biết có chuyện gì. Cô Thắm. Dạ. Cô làm sao đấy? Dạ vâng. Thế để lát chồng em về rồi em bảo chồng em ạ. Em thấy dạo này chị lạ lắm nhá. Chị lạ lắm á? Ừ. Bình thường có thích chồng đàn đúm nhậu nhẹt bạn bè gì đâu, thế mà hôm nay lại mời cơm. Ôi trời ơi, thì người ta bảo rồi đấy, trời còn có lúc nắng, lúc mưa, bàn tay năm ngón của con, ngón ngắn, ngón dài, thì tính cách con người cũng thế thôi, có lúc này, lúc kia, thì lâu lâu mình phải thay đổi, mình phải chiều chồng mình, thì chồng mình nó mới yêu thương mình em ạ. Mà chị bảo này, cô cũng thế đấy nhá, cô thay đổi đi, cơm, ai nói chuyện với chồng thì cứ quát rơi rơi thôi, như là con ở đấy. Chồng em nhá, đi sang bên nhà chị, nhậu với lại chồng chị đấy, nói rằng nhá, mỗi một lần đi nhậu về á, em quát kinh lắm. Thế ạ? Ừ. Rồi ôi. Không được đâu. Chết. Này em ạ, mình là con gái, phụ nữ rồi,
thì mình phải thay đổi đi, nhẹ nhàng thôi. Những cái lúc mà chồng uống rượu say ấy, thì mình về mình tốt nhất là mình im, mình đừng nói cái gì hết. Để đến lúc mà người ta tỉnh rồi đấy, thì mình muốn nói gì mà chả được, người ta nghe, người ta còn phục mình nữa. Hiểu chưa? Bảo sao dạo này chồng em nó lạnh nhạt với em lắm. Từ giờ em phải học theo chị thôi, chứ còn gì nữa. Ôi giời, nói chuyện nãy giờ quên không mời chị chén nước. Thôi cấm, nước non gì giờ này. Chị về ngay bây giờ để chị chuẩn bị cho nó kịp gỗ em nhá. Thôi tí nữa nhớ hai vợ chồng sang nhá, chị đi về đây. Thế về luôn không uống nước à? Thế chị về chuẩn bị cho tươm tất, lát vợ chồng em qua. Nhà thì vợ nó mắng, gia đình thì các ông nó lại quát tôi. Mình chị Phóng, chị vừa qua đây mời chiều cho ăn cỗ. Tôi là tôi đồng ý rồi đấy. Ai cho phép bà đồng ý? Bà có biết là cái nền nếp gia phong của cái nhà này nó là thế nào không? Nó là thế nào? Nó là chồng nói, vợ... Vợ làm sao? Vợ không nghe. Cứ làm trò. Nói đến cô phát mắt cái sáng lên. Ông có thấy là có cái bữa cỗ nào mà không có mặt ông không? Nói bé thôi, lọt tai làng sang tai họ bây giờ. Rồi người ta lại bảo tôi ấy là tôi có cái tính mà tính ăn tham. Rồi là xấu chàng ấy thì hổ ai. Nỡm. Mà tôi mà không có cái tính ấy thì bà lại có được một cái cơ ngơi mà nó lại hoành tráng như thế này à? Bà nhìn xem, bà nhìn sang bên nhà cái thằng khoáng xem. Nhà nó chỉ có toàn chum mới vại, nó đòi mà có được một cái cơ ngơi nó như thế này à? Nỡm. Bà là bà phải biết ơn tôi. Thì ông nói ít thôi, đi vào mà chuẩn bị đi. Thì lúc nào đấy? Nó bảo là chiều, nhưng mà thấy vợ về chuẩn bị luôn rồi đấy. Ông vào chuẩn bị rồi đi đi, tôi có việc không đi đâu. Mà tôi nói cho ông biết nhá, ông sang đấy uống rượu mà say là chết. Chết gì? Ý của tôi là ông đi uống rượu thì nhớ đi đến nơi về đến chốn, đừng có uống say quá. Ô, sao hôm nay bà khác thế nhỉ? Tôi nói cho ông biết nhá, trời thì có lúc nắng lúc mưa. Rồi. Bàn tay năm ngón. Thì có ngón ngắn ngón dài. Con người cũng thế mà tôi cũng thế. Tôi chiều ông thì ông phải thương tôi. Thế nhớ tôi chưa? Tôi chả thương bà, tôi thương ai? Mà nói trước nhá, chiều như thế nhưng mà lén phén với con nào là chết với tôi đấy. Bà yên tâm. Thôi, tao chuẩn bị đi. Tôi đi xuống bếp. Cố đây, cố nào. Lại cố nào. Ôi dồi ôi, đây rồi. Bác Nghĩa ơi, bác Nghĩa. Hả? Cô Phóng à? Bác đi đâu mà từ sáng đến giờ em tìm bác mãi mà không được ấy ạ? Nào có đi được đâu. Ê, hôm qua đi uống rượu với lại chồng cô, với cái lão tỉnh ấy. Thế uống xong mình say quá nên thì nó lại để mình lại. Bò suốt từ đêm qua chưa về được đến nhà. Mà hai cái lão này tệ thật. Bảo là anh em sống chết phải có nhau. Thế mà các lão để mình ở lại một mình. Thế là từ hôm qua đến giờ là bác ngủ ở đây ạ? Thì đã bò được về đến nhà đâu. Mà... Ủa thì chết. Hay là chú có việc gì ạ? Không, nhà em có việc gì đâu. Thế chú sao tự nhiên cô hớt hải thế? Nhìn tôi có việc gì? Em thay mặt nhà em là em sang đây em mời bác là lát nữa bác qua nhà em ăn cơm. Hả? Ăn cỗ. Ăn cỗ? Em... Vâng. Cỗ thì tôi mấy hôm nay công việc nó nhiều lắm, chắc không có thời gian qua được đâu. Ôi dồi ôi, bác ơi,
Nếu mà bác không qua thì em về em biết ăn nói với nhà em như thế nào ạ? Nhà em đã dặn đi dặn lại rồi là phải mời bằng được bác Tình với bác Nghĩa sang. Bây giờ bác mà không sang thì không biết nói như nào ấy ạ. Thôi bác cố gắng tí nữa bác sang nhà em ăn cỗ nhé bác nhá. Thế là cô là cũng sang mời lão Tình rồi đúng không? Dạ vâng, em sang em mời bác Tình rồi. Mà bác Tình bác đồng ý luôn rồi bác ạ. Vâng. Ông này bảo bao lần rồi, người ta mời thì cũng vậy, giả vờ từ chối. Thôi, dạ. Tôi biết là như thế rồi. Thế nhưng mà thì tôi bận lắm nha. Ôi không được đâu bác ơi. Bây giờ em mà đi mà em về, em bảo với nhà em thì nhà em mắng em chết. Thôi bác cố gắng bác sang đi ạ. Tôi biết là tình cảm của chú là ra sao rồi. Dạ. Nhưng mà tại bởi vì là tôi thì bận, tôi còn phải làm việc. Nếu mà bác bận việc quá bác không sang được thì thôi, em xin phép bác em về trước ạ. Tới này, cô Phóng. Dạ. Người thật đi, cô đi, chưa nói xong chưa gì đã Phóng. Tôi bảo là tôi rất là bận việc. Vâng. Thế nhưng mà vì gia đình cô chú ấy là rất tình cảm, đúng không? Dạ. Nên vậy là tôi sẽ sắp xếp cái công việc của mình và tôi sẽ sang với gia đình cô chú. Nhưng mình hàng xóm láng giềng sống chết là phải có nhau. Dạ vâng ạ. Thế được rồi, thế em về em sắp cỗ trước rồi lát nữa bác qua nhá bác nhá. Ừ. Dạ em chào bác ạ. Cô cứ về đi nhá. Lại có rượu uống rồi. Khoáng ơi, Khoáng ơi, quái nhờ, mời cỗ mà chả thấy ai đến ở đây hết cả thế này. Khoáng ơi, Khoáng, thế nào ai hơn tớ, cái quái trần gian mà. Ôi mẹ lão xăm xăm ơi à ơi à. Ôi mẹ lão xăm xăm tới gốc cây mà hỏi thăm ông Nguyệt lão. Ông ấy là có nhà hay không? Khoáng ơi. Chưa đi đến đầu ngõ đã thấy đi ông hoang 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 hoang. Các cụ ta bảo là ăn cỗ thì đi trước mà lội nước cái chuyện đâu sao. Tôi dạy ăn cỗ lần nào đi sau ông, đi sau ông nhưng mà lại đi đầu cả. Mà này chứ sao quái nhỉ, mời cỗ anh em mình như thế mà không thấy cỗ bàn gì mà chả thấy ai. Cái cửa nhà là thế nào nhỉ? Cũng đúng nhỉ, chả thấy có ai đâu. Mà lại nói đến cỗ với bàn này, cái gì ông với cái lão Khoáng hôm qua là chơi đẻo tôi đấy nhá. Thế sao lại bảo tôi chơi đẻo ông? Thì ba anh em cùng đi uống rượu với nhau, thế mà đến lúc tôi say hai ông lại bỏ tôi ở ngoài đền, thế làm tôi cả đêm không biết đường nào mà lần cứ bò lồm ngồm ngoài đấy, đến sáng nay mở mắt ra vẫn thấy ở ngoài đền. Thế là thế nào? Cho chết. Ôi dồi, tôi thương quá. Nhưng mà khổ một cái nỗi là hôm qua là mẹ vợ tôi là bà bị ốm. Ê, thế cho nên là tôi phải về để tôi còn phải chăm sóc. Dời, ông thì lúc nào chả có lý do. Nào, làm sao, lý do gì? À đấy. Cái gì? Lại nói chuyện. Sáng nay cô Phóng ra mời tôi. Thì lại bảo là qua nhà ông mời rồi. Ông nhận lời ngay lúc đấy. Tôi dặn ông bao nhiêu lần rồi à? Người ta có mời cỗ ấy, thì mình cũng phải giả vờ từ chối để cho nó có tí liêm sỉ. Ông đúng là cái loại người đàn ông có bộ mặt chuyên đi ăn cỗ. Ông yên kia mổ mà ông nghe. Tôi là tôi từ chối còn không được đây này. Chẳng qua là do là hôm nay người ta sang, người ta mời mụ vợ nhà tôi đúng cái lúc ấy mà tôi không có ở nhà. Thế cho nên là mụ vợ tôi đã nhận lời, tôi mới lại phải vác cái mồm này để tôi đi ăn. Chứ tôi có thiết tha gì ăn mới uống đâu hả ông? Thế thì cũng còn nghe tạm được. Mà quái lạ nhỉ. Lạ gì? Vợ chồng nó mời mình sang đây ăn cỗ. Thế cỗ đâu? Cỗ đâu? Hay là nó lừa mình?
nhưng mà nó lừa anh em mình để làm cái gì? Thì cũng đúng. Nó lừa anh em mình để làm gì nhỉ? Dạ, bắt tình bắt nghĩa sang rồi đấy ạ. Đây rồi. Cô Quáng này ạ? Đi dọn đi để chuẩn bị lên cỗ đây. Đứa mà gọi suốt từ nãy đến giờ. Dạ, các bác thông cảm. Tại vì em đang dở tay ở dưới bếp đi ạ. Nên không biết các bác qua. Dở tay à? Dạ. Hôm nay chả có món gì đây. Úi dồi ôi, em mải làm bộ lòng. Lòng to lắm bác ạ. Này, nhớ để cho tôi cái đầu lòng nhiều chút. Dạ vâng ạ, tất nhiên là dành cho bác rồi chứ còn cho ai nữa. Ừ. Thế nhưng mà cái câu chuyện ăn uống nó không quan trọng. Đúng. Quan trọng nhất bây giờ là lão bạn tôi đâu. Bởi vì là chúng tôi sang đây là vì tình, vì nghĩa. Ý, anh em sống chết là phải có nhau. Đúng. Chứ còn ăn uống nó không quan trọng đâu. Dạ, nhà em vừa mới đi ra ngoài ạ. Đi ra ngoài à? Vâng. Đi đâu? Ông ấy đi đâu? Dạ, đi săn ạ. Ui, đi săn. Đi săn kìa. Này. À. Đi săn có khi lại có thú rừng. À, thế thôi, hai bác ngồi đây chờ em một xíu. Em xuống dưới bếp, em làm một loáng là xong. Em mang lên mời hai bác ạ. Dạ, anh. Dạ, dạ. Đói rồi. Đói rồi. Dạ. Dạ. Có việc gì mà gấp thế thầy? Thằng Khoáng gặp chuyện rồi. Chuyện gì ở đây? Nó bắn chết người. Ôi trời ơi, thầy ơi. Thầy ơi, thầy nói thật ạ. Ừ, này, nó sáng nay nó xin với thầy là nó bảo vào rừng bắn thêm con gà về tiếp các bạn. Nhưng không may, nó rút mũi tên bắn nhầm vào một người chết luôn. Ôi giời ơi, bây giờ làm thế nào bây giờ? Con ơi. Bác Nghĩa ơi. Con ơi. Bác ơi, bác thân với nhà em. Bác có cách nào bác cứu nhà em không hả bác? Cách gì bây giờ như thế này? Gia đình đang có việc đúng không? Dạ. Thì thôi, tốt nhất là hôm nay mình không có rượu chè gì nữa. Thế bây giờ để tôi về bên nhà tôi giải quyết chút cái việc bên nhà tôi. Okay. Xong thì có gì tôi lại sang sau. Okay. Nha. Xin giải quyết việc đừng có rượu chè gì nữa. Xin các anh đấy. Bác ơi. Xin các anh đấy. Bác ơi. Đúng là cái loại bạn đẻo mà. Dạ. Mồm như nó cứ xoắn xuýt ra là anh em sống chết có nhau. Đấy. Bạn gặp nạn cái là nó cút luôn. Dạ. Đúng rồi đấy bác ạ. Bác ơi, bây giờ chỉ còn mỗi mình bác là có thể cứu được nhà em thôi ạ. Bác thường tình, bác có cách nào bác nghĩ giúp nhà em với ạ? Được rồi, bây giờ ấy, tôi sẽ lên là tôi báo quan để tôi kiếm. Ôi dồi, bác báo quan ạ? Bác mà báo quan thì các gì là bác giết nhà em ạ? Cái việc này ấy, nó là một cái việc hệ trọng. Chứ đương nhiên là mình phải báo quan cho còn gì nữa. Hệ trọng nhưng mà bác về nhà em là cái chỗ thân tình, bạn bè thân như thế mà bác đối xử với nhà em như thế à? Vâng, xin bác đấy ạ. Thế này, cái chỗ tôi với nhà chị nó là cái chỗ thân tình. Thế cho nên là tôi không báo quan nữa. Thế nhưng mà còn bây giờ là tôi phải về, nhà tôi có việc đột xuất. Bác Tình thầy. Dạ thầy ạ. Mình thấy hết rồi đấy. Bạn bè thân của mình đấy. Thân thì đúng là thân ai người ấy lo. Thôi các con ạ, thức đêm mới biết đêm dài, ở lâu mới thấy lòng người dở hay. Dạ vâng thầy ạ.
Con gà cục tác lá chanh, nghe con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi. Ôi ấy, định đi đâu đấy? Này, chịu khó ăn vào nhé. Anh nâng như nâng trứng và hứng như hứng hoa. Xuân này ấy, là phải đá thắng đấy. Màu đỏ lắm rồi đây này. Vẫn còn ngồi đây vần gà. Úi trời kiếp, xuất hiện như một bóng ma. Phải vần gà chứ, nghề chính của tôi là phải gần vần gà, chăm cho nó trơn lông mượt da, nó khỏe, đá nó mới thắng được. Phải vần gà, chẳng lẽ tôi vần bà? Mà tôi nói thật đấy bà nhá, cứ phải chăm nó thì nó mới khỏe nhá. Như bà ấy, bà có chăm tôi đâu, bà có vần tôi đâu, nên là tôi yếu, yếu thì lại chê. Phải vần, phải chăm sóc mới khỏe được chứ gì. Yếu thật lại còn nói cái gì hả? Thôi được rồi, cái việc chăm gà ấy, để đến Tết mà có cái ông vui xuân thì tôi cũng là đồng ý. Nhưng mà cái việc thứ hai ấy, là tôi giao cho ông cày bừa ruộng nhà mình ấy. Ông đã làm chưa? Chưa cày. Cái gì? Ôi dồi ôi, làng nước ơi, ông nhìn đi, ruộng nhà người ta cái kia, người ta cày bừa hết rồi để mà nước vào, để đến vụ đông xuân người ta gieo mạ, người ta cấy. Thế còn ruộng nhà mình vẫn còn nguyên à? Làm cái gì mà cứ toán lên thế? Không cày trước thì cày sau. Làm cái gì mà cứ làm toán cái gì? Ôi dồi, thế mình là người nông dân, mình không đi cày đi bừa thì lấy cái gì mà cho vào mồm? Thế ông không làm thì ai làm? Không làm thì làm cái gì? Thế bây giờ ruộng như thế ông có làm không? Tôi không làm. Thế bây giờ ông không làm thì ai làm? Cái việc cày là của cái thằng thợ cày nhá, không việc của tôi. Ôi dồi, mình là nông dân, mình là người nông dân thì mình phải đi cày đi bừa thì mới có cái để mà làm. Thế ông không làm thì làm cái gì? Tôi vần gà. Hả? Tôi chăm gà. Rồi đấy, ông cứ đi vần gà của ông đi nhá, tôi đi về bên ngoài. Đi đi. Tưởng sợ lắm ấy, có em rồi ấy, anh chả cần ai. Cứ khỏe đẹp đá thắng được rồi, phải không? Ai? Ôi giời. Ôi giời, giời. Ôi giời, giời. Thôi, hỏng rồi, hỏng rồi. Ôi giời. Mình ơi. Mình ơi. Mình ơi. Gì thế? Mới sáng cái ra chu chéo cả lên. Có để cho gà của tôi ngủ không? Em biết rồi. Nhưng mà mình nhìn đi. Cái gì? Cái này này. Cái trống. Vâng. Sao? Ôi trời, cẩn thận thôi. Mình thấy nó bị làm sao không? Thì nó hỏng chứ sao? Vâng, hỏng thì làm sao ạ? Hỏng thì sửa. Nhưng mà sửa rồi, nó vẫn hỏng. Thì đóng cây mới, có cái gì đâu mình. Vâng, thế thì bây giờ mình ra ngoài bờ sông, mình chặt cho em cây tre về để đóng cái chõng mới nhá. Sao lại là tôi? Tôi việc gì phải đóng? Mình đi mà đóng. Ơ, mình hay nhở? Tôi là phụ nữ chân yếu tay mềm, làm sao mà tôi đóng được? Trong cái nhà này mình là đàn ông, thế mình không đóng thì ai đóng? Không phải việc của tôi nhé. Đóng cái chõng này là việc của cái thằng thợ mộc, chứ không phải là của tôi. Thế sao lại là thợ mộc? Ông không đóng thế bây giờ ông làm cái gì? Cái việc của tôi là đi chăn gà, chăm sóc cho nó tốt để Tết còn vui xuân nhá. Không phải việc của tôi, việc của thằng thợ mộc. Ôi dồi ôi, ông nhớ nhá, không làm được cái việc gì cả. Xì. Khổ thế chứ lị. Ôi dồi ôi, mình ơi, tôi xin xuống đây, có gì không nên không phải, giận dỗi gì chồng thì nói với tôi, chứ mình đừng bỏ tôi mình đi, tôi xin mình xuống đây. Ông bị làm sao đấy? Mình đừng tự tử, xuống đây tôi bảo. Đâu,
mình làm tôi hết cả hồn. Đây rồi. Ôi trời ơi. Em run quá. Ôi trời ơi. Ra đây. Tự nhiên này. Trèo đến em gì? Ôi trời ơi. Lần sau ấy có cái gì không nên không phải, giận dỗi gì thì nói với tôi. Bỏ ngay cái ý định. Bỏ tôi bơ vơ một mình mà đi nhá. Cái gì? Ông bảo cái gì? Ông nói lại xem nào. Ý ông bảo tôi là tự tử á? À, ông rủa tôi đúng không? Ông rủa cho tôi chết sớm đúng không? Này nhá, dù tôi có chết đi, tôi cũng sẽ làm vong để bám theo ông, để ông không lấy được vợ hai, ông nhớ chưa? Cái đang yên đang lành, trèo lên trên mái làm gì? Người ta đảo lại cái mái à? Sắp tới dông bão mà về, mà không đảo lại cái mái, mưa ướt rột thì làm sao? Vợ anh đúng là lo toàn chu đáo, lo xa nhỉ? Dây ơi. Nhưng mà tôi nói cho mà biết nhá, tôi là tôi cấm, cấm leo trèo trên đấy. Ngã một cái thì làm sao? Hả? Khổ ai? Thì em cũng chỉ đảo lại cái mái thôi mà. Đảo lại cái mái thôi mà. Cái mái kia không quan trọng với cái mái này. Thế? Cái mái này mà có vấn đề gì thì khổ ai? Khổ tôi. Tôi lại phải chăm sóc. Thế á, cái mái này quan trọng thế à? Thế chả quan trọng, thì cái máy nào quan trọng hơn? Thì em cứ tưởng là mình chỉ quan tâm gà thôi, không quan tâm em. Tôi không quan tâm mình, thì ai quan tâm mình? Lần sau nhá, cấm đấy. Rồi, em nhớ rồi. Nhớ đấy. À này, mình đi đâu đấy? Đi đâu á? Đi đâu còn lâu mới nói. Cái gì? Đi đâu mà không nói á? Ô thế vừa nãy mình nói cái gì với tôi nhỉ? Nói cái gì? Vừa nãy nói cái mồm leo lẻo nói là thương tôi, nào là quan tâm tôi. Thế thương tôi, quan tâm tôi mà lại đi như thế à? Thế là không thương mình rồi. Thương chứ, không thương mình thì thương ai? Thế bây giờ phải thế nào? Nếu mà thương tôi thì lên đảo cho tôi cái mái nhá. Cái gì? Tôi đảo làm sao được? Ô thì vừa nãy mình bảo là mình thương em, mình không cho em lên đảo mái thì mình phải lên đảo chứ. Cái gì? Tôi đảo làm sao được? Ô thì bây giờ trong nhà này có mỗi em với mình, em là phụ nữ thì em không làm được rồi, thì mình phải làm chứ. Cái việc đảo với ngói là cái việc của cái thằng thợ nè. Tôi đảo làm sao được? Thế bây giờ mình không đảo thì mình làm cái gì? Làm cái gì? Cái việc của tôi ý, là chăm gà cho nó tốt, cho nó ăn, cho nó uống, cho nó khỏe. Thôi tôi đi cho gà ăn đây, cả ngày không cho ăn gì rồi, nó mới yếu, tết chả có gì chơi. Trời ơi, cái ông kia. Ôi giời ơi, có ai khổ như tôi không? Chị Mùi ơi! Chị Mùi ơi! Anh ạ, bác gái có nhà không ạ? Cô Liễu sang chơi à? Dạ. Nhà tôi gia đình nghe hát rồi. Ôi giời ơi, bác đi gia đình nghe hát à? Ừ. Ôi sao mà số sướng thế cơ chứ. Trả bù cho em đây, việc gì cũng đến tay. Thế chú nhà không giúp gì à? Ôi trời ơi, chồng em ý chỉ có mà ở nhà rồi thả diều thôi ạ. Thả diều? Vâng, không thả diều thì cũng đi khoét sáo ạ. Ôi giời ơi, chú nhà sướng thật ý. Trả bù cho tôi, việc gì cũng đến tay. Từ việc nhỏ việc to, việc gì trong nhà là tôi làm tất. Nhà tôi có làm gì đâu. Ôi trời ơi, thế ạ? Chính ra em với bác là cùng cảnh ngộ đấy. Đúng ra là em với bác là phải... Phải gì? Thôi. Này, ông già đã sắp đặt rồi. Nồi nào úp vào vũng đấy. Dạ. Ê, chú cô chăm thì phải lấy được chú lười. Tôi chăm thì phải lấy nhà tôi là không đảm. Dạ. Ê, cô chăm mà lấy được cái chú nhà cô cũng chăm thì có nhà cô tất à? Vâng, bác nói cũng đúng ạ. Thế hôm nay sang có việc gì? À khổ. Thế này bác ạ, lúc nãy em đang giã... Giã gì? Giã gạo ạ. Thì đang giã gạo thì em bị gãy mất cái chày. Ôi dồi, gãy cả chày? Vâng ạ. Cái tay nhỏ xíu như thế này mà giã gãy được cả chày. Cô khỏe thật đi. Đấy thì khổ, việc gì cũng đến tay em mà lị. Thế nên là em sang đây mượn bác cái chày ạ. Chai nhà tôi hỏng thôi. Ô, thế chai nhà bác cũng hỏng ạ? Ừ. Thế bác chưa làm chai mới ạ?
Chưa, không có cái gì đâu. Tí tôi bảo nhà tôi. À, tôi hỏi nhà tôi xem thích cái chày to hay cái chày nhỏ. Tôi làm nóng cái là xong đấy mà. Dạ, thế vậy thì em chờ bác làm xong chày rồi em mượn ạ. Ừ, chày không còn, bây giờ chỉ còn cối rồi. Có mượn thì cho mượn luôn. Thôi, cối nhà em vẫn còn kia kìa. Cối cho bác đất đi. Thôi, cối ở nhà nào, nhà ấy xã. Nhà. Vâng, thế xin phép bác em về. Cô lại nhà. Dạ. Ơ Minh, Minh ơi. Cái gì đấy Minh? Cô liễu cô sang. Cô liễu sang làm gì? Sang vai gạo. Này, nhìn thấy mà lười. Nhà đầy thóc không dã, đi sang vai gạo. Thì mình có cho vay không? Cho vay không? Tôi có phải hàng sáo đâu mà cho vay. Đâu mà cho vay. Làng nói là chăm lắm cơ mà. Ơ kìa. Gà ấy đá là phải thế nhá. Lần sau cứ thế mà đá cho anh, không uổng công anh chăm sóc em bao ngày cho ăn vần. Úi rồi gà ơi, trọng mới nè. Úi rồi mái ngói cũng đảo ra rồi này. Gà thấy chưa, vợ anh giỏi chưa? Ê, em ấy là cũng phải giỏi như vợ anh nhờ. Đá trận nào phải thắng trận đấy. Ê, đá thắng là anh sẽ ngợi khen. Bây giờ anh khen vợ anh trước. Vợ ơi! Vợ! Vợ ơi! Đây, 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 đây. Dạ, anh bảo đây. Dạ? Này. Sao hôm nay vui thế? Vui chứ. Tôi thắng đá gà. Ôi thế á? Nhưng mà về đến nhà còn vui hơn. Vợ anh giỏi quá, đóng được cả trống, lợp được cả mái nhà. Mai á, anh phải đi khoe khắp làng. Tôi lấy được một người vợ đảm đang, làm được từ việc nhỏ đến việc to, việc gì cũng làm được tất. Thôi, không phải khoe đâu. Bởi vì mấy cái việc này có phải là em làm đâu. Ồ, thế chắc mái nhà mình thuê thợ nẻ à? Không ạ. Còn trống mình thuê thợ mộc. Ai cũng không luôn ạ. À. Thế ai đóng? À, mình có biết bác Thìn không? Cái lão Thìn hàng xóm nhà mình chứ gì? Đúng rồi đấy. Rõ khổ, mồ côi vợ bao nhiêu năm nay. Úi giời, nói mồ côi vợ cái như mồ côi mẹ. À không, thì ý em cứ nói như thế. Tức là bác ấy không chịu đi thêm bước nữa. Trong nhà chả có bàn tay của người phụ nữ. Mà nhìn bác ấy có đến nỗi nào đâu. Người cũng vâm vâm, cường tráng như thế làm gì. Có muốn đi bước nữa thì cũng chả ai người ta dám lấy. Ô sao ạ? Nhìn cái mặt vừa gian vừa đẻo. Mặt thì mắt cá chảy. Lại có hai cái râu ria dê thế này. Ai người ta dám lấy? Này nhá, mình đừng có nói người ta như thế nhá. Đừng có mà trông mặt mà bắt hình dong. Trông bác ấy như thế thôi, nhưng mà bác ấy tốt tính lắm đấy. Tốt, tốt cái gì mà tốt? Đây, cái ngói nhà mình nhá, là bác ấy sang đảo lại cho đấy. Cái cháu mà ông đang ngồi đây này là cũng bác ấy đóng cho đấy. Còn thửa ruộng nhà mình ấy, ông không cày bừa là bác ấy cày bừa hết cho nhà mình đấy à. Ừ, kể thế thì cũng tốt thật mình nhỉ. Ừ. Mà mình phải trả công cho bác ấy chứ. Tôi cũng bảo trả, nhưng mà bác ấy có lấy đâu. Không lấy. Bác ấy bảo là trả bằng cái khác. Trả bằng cái gì? Thì bác ấy bảo là một là giúp bác ấy vá lại cái áo vì bác ấy không có vợ. Hai là bác ấy cũng lâu rồi chưa được làm chồng thì giúp bác ấy làm chồng. Ừ, thôi thì giúp bác ấy vá cái áo cũng được. À không, em có phải là thợ may đâu. Cái gì? Tôi chết lộn. Ôi trời. Này này, thế là giúp bác cái việc thứ hai à? Dồi ôi, con sỏ lá. Tôi không có nhà nó sang lợp mãi, rồi nó lợp luôn. Đừng dậy, đi sang nhà lão Thìn, ba mặt một nhời rõ ngô rõ khoai là không xong với tôi đâu. Khoan, việc gì phải đi sang đấy, bác thì ở trong buồng cơ mà. Ôi dồi ôi, lại còn dám vào cả buồng nhà mình à? Ôi dồi ôi, giết tôi rồi. Có gì cũng đừng nói với nhau. Làm đây, làm đây.
Ôi trời ơi, bình tĩnh. Lão sang nhà tôi lập mái nhà, đóng hộ chóng, xong thì làm chồng cho tôi luôn à? Hôm nay là không xong với tôi đâu. Trời ơi, Mình ơi. Tránh ra. Mình ơi, tránh Mình. Tránh ra. Hiểu Mình nhầm ơi. Rồi. Mình. Ôi trời ơi. Ôi trời đất ơi. Có ai khổ như tôi không? Nó còn bênh nhau trước mặt tôi này. Trời ơi. Rồi có ai khổ như tôi không? Tất cả là tại mình ấy. Lại còn đổ lỗi cho tôi nữa à? Mình xem. Trong cái gia đình này, mình là chồng, mà mình đã làm được cái gì chưa? Hay là mình chỉ suốt ngày quan tâm đến gà thôi? Con gà nó đói thì mình lo, con gà nó rụng lông thì mình xót. Thế còn em, mình đã biết là em khổ sở như thế nào, em làm những gì cho cái gia đình này? Em là con người, em cũng có cảm xúc chứ. Em là phụ nữ, em cũng muốn mình được quan tâm, được chồng chăm sóc, được chồng bao bọc. Thế nhưng mà sao? Bao nhiêu việc trong cái gia đình này, việc gì cũng đến tay em. Mình có làm được gì cho em không? Mình có giúp được gì cho em không? Nhưng mà dù có chuyện gì, mình cũng không thể làm như thế được. Tại sao mình lại làm như vậy? Này, tôi nói cho chú biết, chú hiểu sai rồi. Giữa tôi và cô ấy không có chuyện gì cả. Cái mái này thì tôi sửa, còn cái chõng này là thợ mộc đóng. Hôm nay tôi sang tôi sửa cái chân giường. Còn chú có biết mấy mẫu ruộng kia là một tay cô ấy cuốc không? Mà cái việc ấy đáng nhẽ là của chú. Chú thì suốt ngày gà có để ý đến gia đình đâu. Tôi, hoàn cảnh của tôi chú biết rồi. Vợ mất sớm, trong gia đình rất cần bàn tay của một người phụ nữ, một tiếng nói, một việc làm, nó ấm cả gia đình lắm. Cho nên tình cảm vợ chồng rất thiêng liêng. Tôi không bao giờ phá vỡ tình cảm thiêng liêng đó của cô và chú. Còn giữa tôi và cô ấy không có chuyện gì. Tôi về. Mình. Anh xin lỗi. Anh biết lỗi rồi. Đừng giận anh nữa nhé. Anh hứa với mình, từ nay anh không có đá gà đá qué gì nữa. Anh sẽ chăm lo cho gia đình, giúp đỡ mình nhiều hơn. Việc từ giờ đến Tết, có cái gì anh làm tất, mình không phải làm gì cả. Có thật không? Anh hứa mà, đừng giận nữa, anh thương mình lắm. Thôi rồi, thế bây giờ ngồi đây để tôi xuống tôi sắp cơm. Mình cứ ngồi đấy, để tôi dọn. Từ giờ đến Tết, mình không phải làm bất cứ một việc gì cả. Mọi việc để anh làm tất, nhá. Mà thích đẻ thêm một đứa nữa, mọi việc đã có anh lo toan nhá. Anh đi dọn cơm. Hả? Mình tìm cái gì đây? Con gà của anh ấy chạy đâu mất rồi nhỉ? Cái gì? Ôi tôi chết rồi. Mình ơi, mất con gà rồi. Tìm cho anh mất là chết giả đấy. Tôi gà đâu rồi? Gà đâu trời rồi? Trời ơi. Ơ kìa, thế lại gà. Thế là đâu vẫn đóng đấy à?